Xin chào các bạn. Hôm nay tôi xin giới thiệu với các bạn một cái phần kế tiếp, đó là cái phần tạo các form trong cái dịch vụ email marketing GetHitBall. Thì trước tiên chúng ta đăng nhập vào, chúng ta điền địa chỉ email vào hoặc là chúng ta copy, chúng ta dán vào đây, Ctrl V bằng phím để dán vào, bấm Ctrl và chữ V đồng thời một lúc, là copy password, bấm Ctrl V và bấm login. Trong đây chúng ta vào trong cái phần gọi là form, create form, chúng ta tạo form. Trong đây nó có nhiều cái mẫu form, thì chúng ta chọn vào cái biểu tượng là cái hình cái bù lon, thì nó hiển thị ra là nhiều cái template thì chúng ta có thể sử dụng. Đây là list của các cái mẫu chúng ta làm sẵn rồi, thì bây giờ chúng ta chọn vào đây. Khi cái mẫu này hiển thị ra thì chúng ta chỉnh sửa các cái tiêu đề từ tiếng Anh sang tiếng Việt cho nó phù hợp với cái mục đích sử dụng của chúng ta. Chúng ta click chuột vào, chúng ta double click vào cái tiêu đề, sau đó nó hiện cái dấu nháy thì chúng ta sửa, thực hiện chúng ta sửa, chúng ta bấm feedback chân lùi cho hàng để nó sửa, backspace nữa, và chúng ta đánh vào đây, ví dụ như là đăng ký học miễn phí chẳng hạn. Chúng ta chỉnh sửa email, ở đây nó ghi tiếng Anh thì chúng ta chọn vào đó một cái, chúng ta double click chuột vào đó, sau đó chúng ta chọn vào layout, thì trong đây nó có cái nội dung của cái trường đó, chúng ta sửa tại đây luôn, trong cái phần layout này đó. Bạn thấy là tôi xóa bên layout thì tự động bên này nó xóa luôn. Chúng ta đánh là gì, địa chỉ email chẳng hạn. Chúng ta chọn sửa cái trường là first name, chúng ta lại vô trong layout chúng ta sửa tiếp, chúng ta sửa đây là tên của bạn chẳng hạn. Trong phần submit này chúng ta click chuột vào đó, chúng ta double click vô, nó hiện dấu nháy thì chúng ta sửa được. Ví dụ như chúng ta sửa thành đăng ký chẳng hạn đó. Chúng ta sửa xong. Vậy là cái trường này tương đối là nó đạt yêu cầu rồi. Chúng ta chọn vô trong cái phần cái hình bánh xe này, gọi là setting này, chúng ta chỉnh sửa. Trong đây thì phần là form name này, chúng ta đặt tên cho cái form đó. Ví dụ như là đăng ký học miễn phí chẳng hạn. Rồi, trong cái to campaign ở đây là chúng ta chọn chiến dịch, ví dụ như chúng ta muốn bỏ vào chiến dịch là dự báo giá vàng 2014 thì chúng ta chọn vào nút sổ và chọn nó. Thì còn các cái tính năng kế tiếp thì chúng ta từ từ chúng ta sẽ tìm hiểu ở các phần sau. Rồi, chúng ta bấm save lại. Rồi, chúng ta chọn là save and publish. Chúng ta sẽ xuất bản nó ra, lưu và xuất bản cái form ra. Nó thì giờ nó có một đoạn mã của cái form đó, chúng ta bấm copy. Copy thì chúng ta copy lại để chúng ta sử dụng. Thì khi mà chúng ta nhúng cái đoạn mã này vào trong website của chúng ta thì chúng ta sẽ có được cái form giống như chúng ta mới vừa làm. Thì khi khách hàng họ nhập cái thông tin vào trong cái form đó thì cái contact nó sẽ được cập nhật một cách đầy đủ. Chúc các bạn thực hiện thành công.